Kênh kỹ thuật nông nghiệp Mekong Agri xin kính chào toàn thể quý vị và quý bà con. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với một cái video với cái nội dung khá là đơn giản, và tuy nó đơn giản nhưng khá là quan trọng quý vị. Thì đây là những cái tình huống mà chúng ta sẽ gặp thường xuyên và sẽ mắc những cái lỗi kỹ thuật đơn giản. Nhưng nếu mà chúng ta nắm không rõ thì chúng ta xử lý thì sẽ ảnh hưởng đến cây trồng, hoặc là chúng ta sẽ tốn một cái chi phí nào đó mà không hợp lý. Tuy nhiên thì video này nó sẽ có khoảng 4 tình huống chúng ta sẽ gặp thường xuyên trong quá trình canh tác, cho nên là bà con cần quan sát kỹ về video này nhé. Thì chúng tôi tạm gọi đây là những cái lỗi kỹ thuật mà nhà vườn cần nên biết rõ, dành cho những bà con nào đang canh tác cây ăn trái mà chúng ta là người mới nha. Rồi chúng ta sẽ xem xét 4 tình huống phía sau này quý vị. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì với đất và chúng ta xử lý qua vùng gốc thì những cái lỗi hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật thì chúng tôi chia ra 2 tình huống. Đó là nếu mà trong điều kiện úng nước hoặc mưa nhiều thì nó sẽ có ảnh hưởng gì, và nếu mà chúng ta tác động những cái hoạt chất hoặc là thuốc vào thời điểm đó thì có được hay không, và nó có ảnh hưởng gì hay không, và cách tốt nhất thì phải làm như thế nào. Và ngược lại, trong điều kiện khô nắng kéo dài thì chúng ta xử lý qua đất có ảnh hưởng gì hay không, và cái cách tốt nhất để chúng ta xử lý trong mùa khô thì phải làm như thế nào đó. Và bên đây thì ngược lại, dưới vùng gốc thì chúng ta sẽ đi lên, chúng ta nói trên thân cây, trên lá, thì nếu mà trong điều kiện mưa nhiều hoặc là sau mưa thì xử lý thuốc và diệt vật phân bón lá có được hay không, và cách nào để mà chúng ta xử lý được hiệu quả nhất. Và ngược lại, với điều kiện mưa thì đó là trong điều kiện nắng nóng hoặc là trong điều kiện hạn kéo dài thì xử lý thuốc bảo vệ thực vật có ảnh hưởng gì đến cây trồng hay không, và chúng ta nên xử lý như thế nào là hiệu quả nhất. Thì đây là những cái cơ bản mà bà con sẽ gặp xuyên suốt trong quá trình chúng ta canh tác cây trồng, và xử lý sai sẽ có thể dẫn đến những cái tình huống như là ảnh hưởng cây trồng hoặc chúng ta sẽ tốn chi phí. Cho nên là bà con cố gắng quan sát nha. Kính thưa quý vị và quý bà con, một cái điều chắc chắn là trong mùa mưa thì bất cứ nhà vườn nào mới trồng cũng sẽ gặp, đó là gì? Cây sẽ bị ngập nước, không thoát nước được nè. Rồi nếu mà thoát nước được thì trên những cái vùng đất lèn, ví dụ như là đất chứa sét nhiều nè, hoặc là đất phèn, là giữ nước rất là giữ lèn mặt phía trên nha. Rồi cây suy yếu, rụng lá, thậm chí kết hợp với nấm bệnh và pH đất thấp, nó làm cho cây rất là khó phục hồi. Đây là câu chuyện xuyên suốt cho những cái vườn mới trồng nha. Như vậy thì trong cái tình huống như thế này thì bà con chúng ta sẽ nóng ruột, là mình gấp xử lý đưa vô những cái dạng dinh dưỡng khác nhau để làm sao cho cây nó nhanh chóng phục hồi, thì đây là một cái tâm lý chung. Tuy nhiên thì nó sẽ có những cái nguy hiểm nhất định trong cái cách mà bà con mình tác động dinh dưỡng vô cái thời gian này, cho nên chúng ta sẽ xem xét nha. Đây là câu chuyện mà luôn luôn chúng ta sẽ bị, và đây là một cái lỗi như quý vị nha. Trong điều kiện cây đang suy yếu, có nghĩa là rễ không hoạt động được, cây tạo ra chất độc ảnh hưởng đến rễ. Rễ không thoáng khí cho nên là không có oxy để hoạt động, cho nên là không thể hấp thu dinh dưỡng tốt được. Thậm chí là nấm bệnh và một số dạng dinh dưỡng khác nó cũng đang gây ảnh hưởng với vùng gốc rồi. Mà nếu mà chúng ta tác động trực tiếp vô nè, ví dụ nguy hiểm nhất là gì? Ure, DB, rồi phân cá chẳng hạn. Đây là những cái chất mà đưa vào thì cây ngộ độc rất là nhanh. Đó, do làm sao? Nó sẽ tan ra và nó làm lèn cái mặt phía trên đó, oxy càng không đi vào được trong vùng rễ nữa. Đó, rồi những cái sản phẩm khác, ví dụ bà con đưa vô những dạng hữu cơ bột nè, hoặc là humic, hay là một số dạng NPK khác thì cây sẽ không có khả năng hấp thu, và nó sẽ làm cho cái mặt đất giữ nước lại nhiều hơn, dụng như hữu cơ chứ không biết là nó sẽ tạo điều kiện để nó giữ nước lại nữa, cho nên thì úng sẽ càng thêm úng, và chắc chắn dẫn đến một điều là gì quý vị? Chết cây ha. Chắc chắn quý vị, nếu như chúng ta làm cái biện pháp này và cây suy yếu và cây tơ là chết luôn, chắc chắn là chết. Rụng lá trên cây lớn là bình thường, cây đang suy yếu nấm bệnh nhiều ha, bà con mà tác động dinh dưỡng như kiểu này là chết chắc, không đường nào chạy khỏi. Cho nên là chúng ta xem xét một số cái tình huống này, chúng ta xử lý cái đầu tiên trước, trước khi chúng ta phục hồi bằng dinh dưỡng ha. Thì chúng ta xem xét gì đây? Thoát nước, tại vì mình đang gặp trong điều kiện mùa mưa, tạo điều kiện thoát nước, hoặc là nếu mà đất chúng ta thấp thì phải tạo rãnh làm sao để cho nước xối từ trên mô xối xuống là đi luôn, chứ nó ở lại là tùm lum câu chuyện hết trơn, cho nên là chúng ta không để cái câu chuyện này xảy ra. Thoát nước được rồi thì đất nó bắt đầu nó thoáng khí, thì chúng ta có thể gãy vôi, gãy vôi để tạo điều kiện cho cái điều kiện đó xảy ra nhanh hơn, không tác động dinh dưỡng quá sớm. Trong điều kiện này thì quý vị và quý bà con chúng ta có thể gãy vôi xung quanh cái mặt clip, mặt mô, và có thể phủ cả clip luôn nha. Rồi cái cách sử dụng vôi là bao nhiêu á thì quý vị có thể xem là một cái video mà chúng tôi dựng riêng cho cái video về vôi. Thì vôi bà con mình đưa vô lúc này nó sẽ làm cho cái mặt đất nó gáo nhanh hơn, có nghĩa là nó tạo điều kiện thoát nước rồi, đưa vôi vào để sát khuẩn, đồng thời nó sẽ làm cho cái mặt đất phía trên tơi xốp, khô nhanh hơn, và như vậy thì sẽ tạo điều kiện cho oxy xuyên qua vùng đất này và đi xuống rễ, thì như vậy thì rễ cây nó mới có khả năng hoạt động trở lại, và như vậy thì mới có đủ điều kiện để phục hồi cho cái cây giống của mình.
thì đây là một cái nguyên lý rất là cơ bản, nhưng mà đa số là những người chưa có kinh nghiệm chúng ta sẽ làm sai đó. Có nghĩa là chúng ta không thoát nước hoặc là có thoát nước nhưng mà tác động dinh dưỡng liền luôn đó, thì nó cũng sẽ gây ảnh hưởng. Cho nên là chúng ta sẽ chậm lại cái quá trình này để cho cây nó tươi tỉnh lại sau cái quá trình uống nước cái. Xử lý dôi xong rồi thì chúng ta mới quay lại các bước phục hồi ha. Phục hồi một cái cây suy yếu thì chúng tôi có từng bước riêng và chúng tôi đã thực hiện riêng một video. Cho nên là bà con có thể xem lại cái video đó thì nó sẽ chi tiết hơn. Chúng ta sẽ không nhắc lại ở đây. Kính thưa quý vị, thì ngược lại với điều kiện mưa dầm thì chúng ta sẽ đi tới nói tới điều kiện của mùa khô. Thì đây là có những cái tình huống mà con chúng ta sẽ xem xét nè. Ví dụ như cây còn tơ nè, trong cái mùa khô mà chưa có cỏ gì trên vườn trên. Ở dĩ này chúng ta có thể tưới gốc hay là một số cái phương án tưới khác đó, thì cỏ nó không mọc nổi luôn. Hoặc là trên những cái vùng đất mà nó hơi khô cằn tí xíu đó thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cây trồng. Hoặc là đối với những cây lớn, những vùng có cỏ nhưng mà đi vào điều kiện mùa khô thì sao? Những cái vùng là thiếu nước, hạn mặn đó, trữ nước không nhiều quý vị. Thì cho nên thì người ta sẽ tiết kiệm nước để mà giúp cây sống qua cái mùa khô thôi, chứ không có phải là cái nguồn nước dồi dào như dùng nước ngọt quanh năm. Thì chúng ta cũng sẽ gặp cái tình huống này. Và đương nhiên là trong cái điều kiện mùa khô mà rụng lá là bình thường đó quý vị. Đây là cái bản thân của cây nó sẽ tạo ra cái điều kiện này để giảm bớt cái sự thoát ra nước. Cho nên là nó sẽ đào thải một số cái lá già để cho cây, giúp cây vượt qua cái điều kiện bất lợi này tốt hơn. Kính thưa quý vị, thì nó sẽ có một cái đặc điểm quý vị sẽ rất là dễ tưởng tượng ra được, đó là cái lớp đất bên trên đó thì nó sẽ, bây giờ nó khô rồi, thì nếu mà quý vị cầm một cái cục đất khô lên đi là cái khả năng háo nước của nó rất là cao. Như vậy thì quý vị tưởng tượng thử, nếu mà chúng ta cung cấp một cái lượng nước ít đi, chúng ta tưới lên trên cái bề mặt xung quanh cây trồng thì những cái cục đất này nó sẽ rút nước vào hết luôn. Như vậy nếu như trong cái điều kiện đất khô đang háo nước mà bà con cung cấp vào, đó không phải là nước không mà nó là hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật hoặc là những cái hóa chất xử lý ra qua nó, thì như vậy thì toàn bộ những cái lớp đất phía bên trên nó sẽ hấp thu hoàn toàn như thế này. Như vậy thì sẽ không hiệu quả. Tại sao? Thuốc không thể nào đi xuống dưới được, không giải quyết được nấm bệnh và tiến trùng bên dưới. Hóa chất cũng chỉ ở một lớp phía trên thôi. Và cái nồng độ lúc này ở phía trên nó quá cao, thậm chí có thể ảnh hưởng một số cái bộ rễ nhỏ tơ mới hình thành ở phía trên. Nó như vậy thì nó sẽ mang lại một cái hiệu quả không mong muốn như của chúng ta và có thể ảnh hưởng đến cây trồng. Tình huống thứ hai, đó là ví dụ đơn giản như kali logat để bà con mình đổ hóa chất để mà xử lý ra qua trên cây nhãn. Người ta cần độ ẩm để kali logat nó phát triển rộng hơn và sâu xuống để có thể ảnh hưởng đến rễ, thì như vậy mới kích thích được ra qua cho cây nhãn. Nhưng nếu mà trong điều kiện khô bà con mình tưới vào thì chỉ có một lớp đất phía trên hấp thu thôi và không còn đủ khả năng để đi xuống dưới nữa, thì như vậy thì nó chỉ cháy một lớp rễ ở phía trên thôi quý vị. Như vậy thì nếu như quý vị tạo rễ phía trên mà rễ non nó không đủ nhiều á thì hoàn toàn không có ảnh hưởng, cây vẫn có thể vượt qua và cái việc xử lý ra qua của chúng ta sẽ không mang lại hiệu quả cao nhất đó. Thì đây là những cái gọi là ảnh hưởng đó. Cho nên để khắc phục việc này thì bà con chúng ta nên làm gì đây? Rồi, việc khắc phục đơn giản như thế này quý vị, chúng ta sẽ tạo độ ẩm ngoài độ dẫn nước. Cái này có thể làm cho cả cây trồng ít nước và những cây trồng đang dồi dào nước đều có thể làm được ha. Tại vì có một số vùng dính vào cái thời tiết hạn mặn thì người ta tiết kiệm nước rất là nhiều. Tuy nhiên thì chúng ta có thể tưới nhấp trước cái thời điểm mà chúng ta xử lý thuốc bảo vệ thực vật hoặc là hóa chất ha. Đương nhiên thì hóa chất thì nó khắc khe hơn về cái chuyện độ ẩm của đất rồi. Tuy nhiên thì với cái thuốc bảo vệ thực vật thì bà con có thể tưới sương trước một thời gian ngắn, khoảng chừng 30 phút chẳng hạn. Chúng ta tưới sương qua để cho cái mặt đất nó ướt và nó có một cái độ dẫn nước. Thì sau đó khi mà bà con mình tưới cái thuốc bảo vệ thực vật á thì nó sẽ nhanh lan rộng ra và nhanh thấm sâu xuống bên dưới. Như vậy thì cái khả năng hiệu quả của thuốc nó mang lại sẽ cao hơn. Còn nếu mà chúng ta không làm được điều kiện này thì thuốc nó chỉ thấm được những cục đất ở phía bên trên thôi. Như vậy thì nó chỉ giải quyết được một phần bên trên, còn những cái sâu bên dưới không làm gì được quý vị. Cho nên là đây cũng là một cái, tuy nó đơn giản nhưng mà cũng khá là quan trọng về hiệu quả kỹ thuật nha quý vị. Rồi nếu như vậy thì chúng ta dồi dào nước hơn tí xíu nữa thì chúng ta làm gì đây? Có một cái lợi thế trong điều kiện mùa khô đó quý vị, là chúng ta dựa vào cái đặc tính háo nước của đất. Và nếu mà chúng ta đủ nước tưới dồi dào và chúng ta pha loãng những cái hóa chất hay là những humic hay là hữu cơ bột, trong cái điều kiện mà chúng ta pha loãng mà chúng ta tưới đậm đó quý vị, là nó thấm xuống dưới rất là nhanh. Tại vì mình nước mình dồi dào mà mình tưới một cái thời gian nó dài. Ví dụ như chúng ta sử dụng bét tưới thấm đi, giống như một cái hình ở đây. Thì chúng ta pha humic trong đó rất là loãng. Chúng ta tưới thấm từ ở phía mặt trên xuống mặt dưới luôn trong một thời gian dài. Hay có tưới khoảng 40 phút, 60 phút gì đó chẳng hạn. Tùy theo cái lưu lượng của bét tưới thì như vậy nó sẽ mang lại một cái hiệu quả là rất là cao, tại vì humic nó sẽ thấm từ cái mặt trên xuống tới mặt dưới luôn. Còn nếu mà trong điều kiện mưa không làm được chuyện này. Điều kiện mưa pha loãng nếu mà tưới kiểu này nữa là nó chảy tràn và nó có thể ảnh hưởng đến rễ cây trồng. Tại vì nó ngạt hết trơn.
không có oxy vào vùng rễ, nhưng mà mùa nắng làm điều này rất là tốt nha, cho nên có thể pha loãng để làm được. Thuốc bảo vệ thực vật cũng có thể làm chuyện này, có thể dùng hệ thống tưới tưới đẫm trước một cái đó để tạo độ dẫn nước, rồi tưới nhẹ thôi, tưới 5-10 phút gì đó ở trên những cái bét tưới, rồi xong rồi sau đó khoảng chừng 30 phút chúng ta quay lại, chúng ta có thể sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tưới lên một cái nữa, là gì nó sẽ dẫn nước xuống dưới nhanh hơn, thì cái khả năng chúng ta xử lý bên dưới dễ dàng hơn. Hoặc là trên những cái đất khô bà con sẽ thấy gì, nó sẽ có những khe đất, những cái vị trí nứt, nếu bà con gãy hữu cơ bột lên trên đó, rồi xong rồi bà con dùng cái hệ thống tưới, hoặc là chúng ta tưới xương, tưới thấm, thì cái humic hoặc là những cái hữu cơ bột nó sẽ lọt những xuống những khe đó và nó thấm nước, thì nó sẽ chảy xuống bên dưới và nó tan ra, thì nó tạo ra những cái dinh dưỡng và chất kích rễ để hình thành bộ rễ mới đó. Thì đây là những cái điều kiện mà chúng ta tận dụng trong điều kiện nắng nóng là như thế. Rồi chúng ta sẽ xem một cái điều kiện cơ bản rất là thuận lợi, nếu mà bà con thấy ai cũng luôn làm, vì nguyên lý nó là gì, trong cái mùa khô quý vị là đất nó không có lèn và chúng ta không có sợ cây trồng bị úng, cho nên là bà con hoàn toàn có thể cung cấp vào một cái lượng dinh dưỡng nhiều hơn. À, chúng ta nói đơn cử là chúng ta thấy là cái chuyện mà sơn sền lên nè, hoặc là chúng ta thấy bồi liếp cho cái mô hoặc là cái liếp nó cao lên á, thì người ta làm trong mùa nắng không ạ? Người ta có thể sử dụng một cái lớp phân bón bao gồm humic, hữu cơ, NPK, lân, tất cả mọi thứ gãi xung quanh cái mô này, rồi xong rồi người ta chảy sình lên đó. Như vậy người ta tận dụng cái điều kiện nắng nóng là làm chi, cho đất phía trên này nó mau khô, trong vòng 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày nó khô thì oxy vẫn lọt thì dùng rễ, và phân bón đưa vô nhiều á, và có cái lớp sình này nó đậy lại thì không bị bốc hơi đó. Như vậy thì cây trồng sẽ sử dụng qua một cái mùa nắng đó luôn, vẫn hiệu quả rất là cao đó. Hoặc là tình huống người ta sẽ đào rãnh, quý vị đào rãnh xung quanh cái vùng gốc của cây trồng, xong người ta đổ xuống đó, là thường thường là sẽ đổ phân chuồng, đổ một gốc như mười mấy 20 kg bình thường, quý vị đổ xung quanh đó kết hợp với NPK và humic lân trong đó chẳng hạn, rồi xong rồi người ta che những cái rãnh đó lại, thì cái cây trồng của mình nó sẽ hấp thu từ từ và nó không bị bay hơi, không bị đi đâu cả. À, nhưng mà nếu như có mưa là cái chỗ khu vực đó nó sẽ thấm nước và nó lèn nha, nhưng mà nếu như mà trong mùa nắng là ta tận dụng cái điều kiện này thì cái hiệu quả nó rất là cao. Do đó tại sao lý giải được một cái chuyện là trong mùa nắng thì người ta mới sơn sền lên trên mô, nó là gì, để tận dụng nắng nóng cho nó nhanh khô, oxy dẫn lọt vào vùng rễ và phân bón sẽ được giữ lại không bị bốc hơi do nắng nóng. Hoặc là người ta dám gãi một cái lượng nhiều trên một cái rãnh rất là nhiều, gì dài 20 kg phân chuồng cho một cái cây đó, thì nó tận dụng trong cái điều kiện như thế này đó. Thì đây là những cái mà để cho bà con chúng ta mới trồng cây ăn trái, chúng ta để ý những cái điều kiện này. Còn nếu mà chúng ta làm ngược lại trong mùa mưa là không được nha quý vị, tại vì cái lượng dinh dưỡng quá lớn này nó thấm nước vào, hoặc là cái đất sình và cái đất mà bà con mình ốp vô mô đó mà nó gặp mưa nó lèn ra một cái là coi như là ảnh hưởng rất là nặng đến cây trồng, thậm chí có thể dẫn đến chết cây. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ chuyển qua dùng lá nha quý vị. Dùng lá sẽ có gì đây? Bây giờ mình nói cái điều kiện là cái lá nó đang ướt đi, có nghĩa là sau mưa vừa chấm dứt một cơn mưa, ví dụ như là trong cái điều kiện là chúng ta mới pha thuốc vừa xong, đang dự định phun, mưa kéo tới, rồi xong rồi dứt cơn mưa đó thì chúng ta vẫn còn đủ thời gian để phun thuốc, thì mình có phun hay không? Đó đây là một cái câu chuyện. Thì có một cái điều đơn giản mà dễ hiểu là gì? Cái mặt lá của mình bây giờ đang bị ướt, như vậy có nghĩa là cái gì mà đưa vô cái lá lúc này nó tan, nó thấm rất là nhanh, nó lan rất là rộng, tại vì lá đang ướt sẵn mà nó lan ra, và nếu mà nó lan ra nó thành giọt kết hợp với những cái giọt mưa, những cái giọt nước mưa còn lại thì nó sẽ tuột ra khỏi cái lá của mình luôn đó. Như vậy thì chúng ta sẽ bị mất thuốc, đúng không? Như vậy thì trong cái điều kiện này thì tốt nhất là làm gì, chúng ta giảm cái số lượng nước lại, có nghĩa là thay vì chúng ta dự định là ví dụ như một phi đi, một phi cho 200 cây, bây giờ không phải là một phi cho 200 cây nữa, là một phi cho 300 cây, có nghĩa là chúng ta giảm lại nhưng mà lượng thuốc nó vẫn như vậy, để nó kết hợp với những cái lượng nước đang có sẵn trên cây, tại vì trong cái điều kiện này lan tốt hơn, và chúng ta phải cộng bám dính vô để giữ cái thuốc lại, nếu không nó sẽ tuột đi. Như vậy thì những cái chất bám dính nó sẽ kết hợp với cái hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật, và khi nó lan rộng lên trên bề mặt lá rồi thì nó sẽ giữ lại, không cho cái giọt nước đó chạy tuột đi khỏi cái lá, thì như vậy thì cái hiệu quả phun thuốc của chúng ta nó mới cao ha. Và đương nhiên thì đó là do điều kiện bất khả kháng thôi, chứ nếu mà sau cơn mưa thì có thể để cho gáo lá thì chúng ta phun thì nó hiệu quả nó rất là cao quý vị. Nhưng mà tại vì trong cái điều kiện mưa thì chúng ta không có chủ động được cái việc này, nhưng mà sẽ có những tình huống chúng ta gặp là sau mưa buộc phải phun luôn, tại vì cái áp lực bệnh nó đang có chẳng hạn. Thì bà con thứ nhất là có thể giảm cái lượng nước lại và vẫn giữ liệu, và thứ hai là chúng ta cộng thêm bám dính, thì đây là cái nguyên lý cơ bản mà mang lại cái hiệu quả cao trong cái thời điểm mà sau cơn mưa mà bà con chúng ta có thể phun thuốc được. Rồi một cái để ý chung nữa quý vị, cái này là dành cho một số bà con mình chưa có kinh nghiệm ha. Cái mùa mưa nó đơn giản là gì quý vị? Trời hay bị âm u, thiếu nắng, có nghĩa là cái lượng nắng trong ngày nó rất là ít, trời cứ âm u hoài gì thì cái khả năng quang hợp của cây nó không có quý vị, tại không có ánh nắng để quang hợp.
cho nên là lá của mình nó sẽ từ từ nó bị vàng đi, nó mất đi cái màu xanh ha. Và trong cái điều kiện mưa gió thì cái lá và cái cành của mình nó dễ mềm yếu ha, hoặc là có một cơn gió đi ngang thì rất là dễ, chúng ta thấy ví dụ như bưởi mà ra cơi mới rất là dễ gãy. Sầu riêng cũng có, sầu riêng nếu mà bắn cơi mạnh quá, lên cao quá thì vẫn có hiện tượng gãy cành, gãy ngọn thì vẫn có. Cho nên thì trong cái điều kiện này bà con biết này, trong cái mùa mưa thì chúng ta phải lưu ý trời âm u, thời tiết âm u trong vòng nhiều ngày liên tục là phải bổ sung nguyên lượng cho cây liền. Để làm chi? Tăng cường cái khả năng quang hợp trong những cái ngày nắng tốt để đảm bảo cái độ xanh của lá và độ dày lá. Bên cạnh đó thì quý vị chúng ta có thể bổ sung thêm cái canxi ha, để mà tạo ra cái độ cứng chắc và chống lại cái điều kiện nấm bệnh tốt hơn, và chống lại những cái cơn gió nhẹ, chứ gió mạnh quá thì cũng không thể, nhưng mà gió nhẹ thì có thể được. Và đương nhiên trong điều kiện mùa mưa là bà con hạn chế cung cấp NPK qua lá ha, có nghĩa là những cái đa lượng thì chúng ta hạn chế cung cấp qua lá thì nó sẽ làm cho cái khả năng mềm yếu xanh non của cái cây nó tốt hơn. Thì như vậy thì nấm bệnh và cái đối tượng những cái côn trùng chích hút và cắn phá nó sẽ không tha cho chúng ta trong cái điều kiện đó, trong cái điều kiện đã khó phun thuốc rồi mà lại gặp dịch bệnh nhiều nữa thì nó sẽ rất là ảnh hưởng đến vườn của chúng ta. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì ngược lại với cái điều kiện khi mà phun qua lá trong cái điều kiện nắng nóng thì nó như thế nào đây? Đó, nắng nóng hạn kéo dài thì cái này nó sẽ dính tới câu chuyện là gì quý vị? Nhiệt độ trên vườn của mình nó cao đó, cho nên là lá của mình nó giống như nó có nhiệt ở trên đó đó, cho nên là bà con mình phun thuốc vô là nó rất là dễ cháy lá là đầu tiên. Thứ hai là khả năng bốc thoát hơi của nó quá mạnh, cho nên là khí khổng nó sẽ đóng lại, cho nên là khả năng hấp thu thuốc của nó đối với lúc đó là không cao đó. Hoặc là chúng ta cây của mình nó sẽ bị chết, có nghĩa là nắng nóng kéo dài liên tục là rễ nó cũng bị ảnh hưởng, lá đọt nó cũng thun lại trên, nó ảnh hưởng rất lớn, thì gọi là bị chết, có nghĩa là nó bị dừng sinh trưởng lại, nó phát triển không được. Cho nên là bà con phun thuốc vô rất là nhạy cảm. Và đương nhiên trong điều kiện nắng nóng là dinh dưỡng nó dễ mất đi, cho nên là cái cây của mình nó sẽ không có đủ cái dinh dưỡng để nó hoạt động cái gì. Cho nên là trong điều kiện này thì lưu ý về mặt dinh dưỡng nhiều hơn. Đó, dinh dưỡng mất lúc này là do dùng gốc là chủ yếu nha quý vị. Tại vì phân bón mình đưa vào nó rất là dễ bốc hơi, cho nên là cây nó không có đủ sức để kháng, cho nên là nó dễ bị chết là như vậy. Và khi mà cung cấp những cái gì đó qua lá mà trong điều kiện nóng á, là khí khổng đã đóng rồi, cho nên là khả năng hấp thu nó chắc chắn là nó không tốt. Đó, thì nó sẽ xảy ra một số cái vấn đề như sau quý vị. Đầu tiên đó là trong cái điều kiện nhiệt độ cao, đương nhiên là không ai phun thuốc lúc 11, 12 giờ trưa của quý vị, nhưng mà có thể là do cái số lượng phun của mình nhiều quá, hoặc là mình có thuê người phun vậy đó, 3 giờ chiều mới bắt đầu. Thật ra là 3 giờ chiều vẫn còn nắng rất là dữ quý vị, nhưng mà nếu như mà cây đang khô, đang bị thiếu nước, đang nắng nóng kéo dài liên tục nhiều ngày rồi mà 3 giờ chiều phun là vẫn ảnh hưởng nha quý vị. Nếu như lúc đó quý vị chọn là những dạng thuốc mà OC cao nè, nhũ dầu cao nè, hoặc là những dạng WB bột hòa nước, nhưng mà khi mà bà con mình hòa tan không hoàn toàn đó, đó thì lúc đó nó sẽ giữ lại trên bề mặt, thì lúc đó khí khổng nó còn đang đóng, hiệu quả chưa cao, hấp thu thuốc chưa được, cho nên là thuốc nó còn lại trên bề mặt lá quá nhiều, nồng độ quá cao, cháy lá. Đó, đây là những cái mà bà con sẽ thấy rõ, rất thấy rõ. Và trong mùa nắng thì có một mẹo để bà con mình để ý, đó là gì? Hai đối tượng nhện đỏ và bọ chị phát triển rất là mạnh trong điều kiện mùa nắng quý vị. Cây mà mới vừa nhú cây đọt ra, hoặc là nhú bông, nhú trái ra ha, là bọ chị tới liền. Bất cứ cây nào cũng có thể xảy ra. Nhện đỏ thì có thể là có một số loài là nó không, một số loài cây là nó không ăn. Nhưng mà lá của bất cứ cây trồng nào trong mùa nắng mà mở ra, ví dụ sầu riêng nè, mít nè, bưởi nè, trùng cho nhóm hoa cây có múi nè, và hầu hết tất cả những loài cây ăn trái khi mở lá ra, lá mà xanh đẹp là nhện đỏ tới liền, đặc biệt trong điều kiện mùa nắng mà nhân mật số cực kỳ nhanh quý vị. Cho nên là đây là những cái để bà con mình để ý những cái đối tượng dịch hại này trong cái điều kiện nắng nóng kéo dài liên tục, trong cái quá trình chúng ta phun thuốc thì chúng ta phải để ý cái việc này. Nhưng mà vô tình là gì? Thuốc quản lý nhện đỏ và bọ chỉ đa phần lại là gốc nhũ dầu nhiều. Đó, cho nên là bà con phải canh cái thời tiết hợp lý để mà chúng ta quản lý thì cái hiệu quả mới cao. Còn nếu mà chúng ta làm sai cái việc này ảnh hưởng rất là lớn. Đó. Như vậy thì quý vị và quý bà con chúng ta lưu ý trong cái điều kiện nắng nóng, đó thì cái việc phun thuốc chúng ta phải lựa lúc trời mát nha, để khí khổng mở ra. Đó thì khả năng hấp thu lúc đó nó mới cao. Và cái nhiệt nó không còn nhiều nữa thì khả năng trái lá nó sẽ giảm đi. Thì chúng ta phun bất cứ một cái loại thuốc nào đó thì cái mức độ an toàn nó vẫn cao. Và những cái đối tượng mà chúng ta cần quan tâm đó là bọ chỉ hoặc là nhện đỏ, thì bà con nên dùng những cái thuốc đặc trị khi mà lá đã lớn rồi, lá già rồi đó, lá lùa đó, thì lúc này là cái nhện đỏ tấn công rất là mạnh thì nên sử dụng thuốc đặc trị hiệu quả hơn. Hoặc là đối với một số loại cây nào mà hơi mẫn cảm với cái bọ chỉ đó quý vị, thì trong điều kiện mà đọt vừa mới hình thành, lá vừa mới mở thôi, thì trong những cái thời điểm đó nên sử dụng thuốc đặc trị cây bọ chỉ, thì chúng ta quản lý thì nó hiệu quả sẽ mang lên cao hơn. Thì đây là những cái thông tin rất là quan trọng quý vị. Tuy là chúng ta thấy là nó đơn giản như vậy, nhưng thật sự là bà con mình đang va chạm hàng ngày trong cái công tác mà chúng ta chăm sóc vườn đấy.
Rồi kính thưa quý vị, thì do cái điều kiện dinh dưỡng bị mất đi trong cái điều kiện mùa nắng nó cao hơn, bốc hơi, dinh dưỡng qua vùng gốc thôi thì có thể là nó chưa đủ. Vì vậy thì trong cái điều kiện mùa nắng thì bà con chúng ta hoàn toàn có thể cung cấp những cái đa lượng qua lá bình thường. À, đương nhiên thì trong cái điều kiện mà chúng ta quản lý nấm bệnh tốt rồi, tại vì mùa nắng thì áp lực nó không cao. À, cho nên là có thể bổ sung NPK qua lá nè, à, để chúng ta hỗ trợ phát triển đọt, tránh để cái đọt nó bị ốm đi hoặc nó bị rũ ha, giữ được cái màu bóng đẹp xanh tùy theo cái đó, cái màu lá biểu hiện của mỗi loại cây trồng. Và đương nhiên có một cái thứ hết sức là quan trọng, đó là gì, amino acid. Cây trong mùa nắng rất là dễ bị chết ha, cho nên là chúng ta đưa vào những cái tiền chất của protein, những cái mà hình thành nên những tế bào mới khỏe mạnh là phải có amino acid. Cho nên là trong mùa nắng thì người ta ưu tiên xài amino nhiều hơn. Đương nhiên thì bên cạnh đó vẫn có bổ sung vi lượng chứ không phải là không. Ví dụ như một cây người ta sẽ bổ sung vi lượng một lần chẳng hạn, tùy theo loại cây. À, nhưng mà amino thì trên một cây trong điều kiện mùa nắng có thể bổ sung 2 lần hoặc thậm chí 3 lần, 4 lần tùy theo cái điều kiện sinh trưởng và phát triển của loại cây đó. Và trong mùa nắng thì hoàn toàn có thể trên một cây đọt bà con hoàn toàn có thể sử dụng chất kích thích sinh trưởng một lần, à, chẳng hạn như GE3 ở mỗi lần hình thành lên một cây đọt mới, à, để chúng ta kích cây phát triển và tế bào giãn dài. À, thì cung cấp đầy đủ dinh dưỡng nữa thì cái sự phát triển trong mùa nắng nó rất là quan trọng quý vị ha, nó sẽ tạo tiền đề rất là nhiều. À, cho nên thì có thể xem xét. À, và chúng tôi để đây là một lần trên một cây thôi nha quý vị, để tránh quý vị sẽ lạm dụng và sử dụng nhiều hơn, à, nếu như cây mình bị suy yếu. Rồi thì đây là những cái thông tin nó tuy nó đơn giản nhưng mà sẽ gặp và cũng sẽ gặp những cái lỗi như thế này nha quý vị. À, kính thưa quý vị và quý bà con, thì đây là những cái gọi là những cái mẹo kỹ thuật hay là những cái lỗi kỹ thuật đơn giản trên vườn mà chúng ta sẽ gặp, và chúng tôi hệ thống lại những cái thông tin mà bà con mình hay làm và mang lại cái hiệu quả cao, để đưa ra những cái thông tin nào ảnh hưởng để bà con chúng ta tránh, và những cái việc nào chúng ta làm để mang lại cái hiệu quả cao nhất thì chúng tôi đã chia sẻ cho bà con chúng ta trong video ngày hôm nay. Và tin chắc rằng thì video này sẽ không có gì khó hiểu với bà con chúng ta. À, tuy nhiên nếu như bà con mình còn những cái thắc mắc hay là muốn tìm hiểu về sản phẩm thì có thể để lại bình luận bên dưới, à, hoặc là liên hệ về với đội kỹ thuật của Mekong Agri. À, thì chúng tôi sẽ hướng dẫn và chia sẻ tùy theo loại cây trồng, tùy theo giai đoạn đặc điểm, à, thì chúng tôi sẽ tư vấn những cái sản phẩm tương đối hợp lý, à, để bà con chúng ta lựa chọn và chăm sóc mảnh vườn của mình tốt hơn. À, xin cảm ơn quý vị và quý bà con chúng ta đã dành thời gian theo dõi video này. À, quý vị nhớ đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Và đến đây thì chúng tôi xin gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị và quý bà con chúng ta trong những video tiếp theo. À, xin trân trọng kính chào.